Thanh Tùng kính gửi lời chào tới quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News của Thanh Tùng hôm nay. Thanh Tùng mang đến quý vị câu chuyện của hai đề tài hoàn toàn khác nhau. Tại vì cố gắng để dồn vô trong một tiết mục để cho kịp với thời gian tính. Đề tài thứ nhất đó là nhắc nhở với những quý vị nào là cựu sinh viên và đã từng nợ sinh viên đó thì ngay thời điểm này quý vị đã bắt đầu có thể ghi danh để xin được giảm nợ 10.000 cho tới 20.000 Mỹ Kim rồi trang mạng đã chính thức mở ra. Thanh Tùng đã ghi danh rồi. Và thưa quý vị, đơn giản vô cùng, nó chưa tới 2 phút là ghi danh xong. Rất đơn giản luôn. Chỉ cần quý vị nhớ đường link để vào ghi danh một số thông tin để quý vị cần biết. Và câu chuyện thứ nhì trong ngày hôm nay đó là chuyện tiền hỗ trợ của tiểu bang Cali dành cho quý vị đổ xăng hay còn gọi là tiền hỗ trợ chống lạm phát. Ngày nào chính xác quý vị sẽ nhận được tiền. Sở thuế của tiểu bang Cali họ vừa có thông báo mới. Chính xác ngày nào, ai, tên gì sẽ nhận được tiền. Những thông tin này rất mới Thanh Tùng sẽ trình bày mang đến quý vị trong chương trình hôm nay để quý vị an tâm. Tuy nhiên trước hết, xin giới thiệu cho quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Cháo đêm 360 cũng là nhà hàng 360 trong khu Grand San tăng cường hàng loạt món cháo ngon hết sảy. Cháo đêm 360 với cháo ếch Singapore cháo cá tươi, cháo dịch và gỏi dịch, cháo gà và gỏi gà. Bắt đầu phục vụ từ 5 giờ chiều đến nửa đêm mỗi ngày. 360, nhà hàng 360 669 230 6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tòa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này. Mua hai sản phẩm mềm sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408, năm 289297. An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496. Để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương, công ty Ly gửi quà, Ly gửi tiền lệ và Ly Travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra ba chi nhánh: chi nhánh 1648 Tholi Road 408 270 1027, Chi nhánh 1912 Ebon Road 408-528-6789 Chi nhánh 769 East Capitol Avenue Milpitas 408 586 -9999. Paloma Cafe ngay mặt tiền của thương xá Grand San Mall San Jose chuyên phục vụ các món ăn dân giả Việt Nam đang cận nhân viên phủ bếp và chạy bàn 408-277-0922 Andy Garden chuyên cung cấp sĩ và lẻ cho tất cả các loại cây nhiệt đới và citrus như cam, chanh, quýt, bưởi và tắc để cảm tạ quý khách đã phải đang ủng hộ Andy Garden trong suốt thời gian qua, chúng tôi sẽ giảm 10% cho quý vị mua trên 600 đồng hoặc tặng một cây có giá trị tương đương. Quý vị muốn tìm những cây độc, lạ, hiếm và khỏe mạnh, hãy đến với Andy Garden. Chúng tôi có ship xuyên bang và delivery khách hàng ở San Jose và các vùng lân cận. Chúng tôi còn có bán đất Ford Farm, Ready Ground là loại đất hầu hết nhà vườn Mỹ sử dụng có chậu 15, 20, 25, 45, 50 gallon. Andy Garden 3861 Sharkway San Jose, điện thoại 408 387 2037. Rồi, ở phần 1 của chương trình cho Thanh Tùng nhắc nhở có vị liên quan tới việc ghi danh để xin được giảm nợ sinh viên. Tổng thống Joe Biden vào trưa của hôm thứ hai vừa qua đã lên tiếng cho biết rằng chính thức khởi động cho việc nhận đơn ghi danh để xin được giảm nợ sinh viên. Chương trình giảm nợ sinh viên này đã tiến hành thử nghiệm vào cuối tuần trước, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật của cuối tuần vừa qua. Là chương trình thử nghiệm thôi quý vị. Họ mở ra trang web rồi mở rồi cũng nhận đơn ghi danh thử nghiệm trong hai ngày một đêm. Tức là đêm thứ sáu, nguyên ngày thứ bảy, nguyên ngày chủ nhật thì khoảng hơn 8 triệu người đã tranh thủ tràn vào ghi danh và theo lời Tổng thống Joe Biden thì chương trình thử nghiệm đó đã diễn ra rất là suôn sẻ, không gặp bất kỳ một trục trặc kỹ thuật nào cả. Hơn 8 triệu người đã ghi danh rồi. Hơn 8 triệu người ghi danh vào cuối tuần vừa qua trong cái chương trình mở ra để thử nghiệm đó thì nó chiếm khoảng hơn 1 phần tư trong tổng số người đủ điều kiện để được giảm nợ sinh viên lần này. Và như vậy, những ai đã ghi danh cho chương trình thử nghiệm, tức là hơn 8 triệu người đó, không cần phải ghi danh lại. Họ, đơn của họ đã được nhận rồi, đã được xác nhận bởi Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ rồi, thì không cần phải ghi danh lại. Và chuyện mà họ đang tận hưởng là gì? Tức là nội trong tuần lễ này, đơn ghi danh của họ bắt đầu được cứu xét. Và rất sớm, họ sẽ những người đầu tiên được giảm nợ từ 10 cho đến 20 ngàn đồng tiền nợ sinh viên. Còn bây giờ, bắt đầu từ hôm thứ hai đầu tuần cho tới thứ ba hôm nay quý vị xem TV Hot News sẽ thanh tùng là ngày thứ tư tức là ba ngày liên tiếp rồi thì đường dây gọi là đường link chính thức mở ra để những ai đủ điều kiện có thể vào đó để ghi danh xin được giảm nợ sinh viên từ 10.000 đến 20.000 đường link đó hiện ở trên màn hình thưa quý vị đó là quý vị chỉ truy cập vào Đường link trang mạng là student8.gov Xin nhắc lại, student8.gov Student là sinh viên, eat là tiền hỗ trợ.gov Đơn giản vậy thôi. Không cần phải gọi cho đài nét Việt để uh, xin lại đường link đâu. Quý vị chỉ cần nhớ đơn giản student8.gov Tất cả những ai đã từng là sinh viên, và đã từng vay nợ để đi học, không xa lạ gì với trang mạng này, là trang mạng mà mình thường truy cập vào để làm đơn nộp đơn để xin để được nhận tiền trợ cấp financial ý quý vị nhớ không? Để vừa nhận được tiền trợ cấp financial aid mà vừa nhận được tiền hỗ trợ, tức là tiền nợ từ chính phủ liên bang. Ngay bây giờ khi quý vị truy cập vào trang studentaid. V Ngay ở trang đầu là đã hiện lên liền cho quý vị. Có phải quý vị muốn ghi danh để được giảm nợ sinh viên hay không? Nếu muốn, hãy click vào đây để bắt đầu ghi danh. Tức là ở ngay trang đầu không cần tìm trơn, bấm vào cái nút đó ghi danh. Ở cái trang ghi danh quý vị sẽ thấy một cái form, tức là một cái mẫu đơn, cực kỳ đơn giản, chỉ hỏi quý vị những thông tin hết sức là căn bản, ví dụ như họ tên của quý vị nè cách nào để liên lạc được với quý vị nè. Thường là số điện thoại và địa chỉ email. Và thứ ba là số an sinh xã hội của quý vị. Đơn giản là những những cái đơn giản vậy thôi. Và rồi sau đó quý vị xác nhận là tôi xác nhận rằng tôi, cái mức lương của tôi, thu nhập của tôi trong 2020, 2021 đó, nó đủ với điều kiện đặt ra. Chỉ cần xác nhận xong, bấm nút gửi đi. Chưa tới 2 phút quý vị. Tổng thống Joe Biden nói rằng là cái tiến trình ghi danh này nó đơn giản không mất quý vị tới 5 phút đâu, dưới 5 phút là tổng thống Joe Biden ổng nói. Chứ còn riêng với Thanh Tùng á mà Thanh Tùng ghi danh chưa tới 2 phút. Em nói trước quý vị luôn. Và trong cái phần đơn ghi danh này không hề đòi hỏi quý vị phải kê khai thu nhập của quý vị. Không hề luôn. Tại vì quý vị chỉ cần cung cấp son sinh xã hội thì ở bên Bộ Giáo dục Họ sẽ dựa vào đó, họ sẽ điều tra ra thu nhập của quý vị 2020 hoặc 2021, quý vị làm bao nhiêu tiền, dễ dàng, không cần kê khai gì hết nha quý vị. Rồi, em xin nhắc với quý vị một lần nữa là chương trình giảm nợ sinh viên của chính quyền tổng thống Joe Biden là nhằm giúp cho những ai trước kia đã từng vay nợ để đi học đại học. Bây giờ nếu có vị đủ điều kiện thì quý vị sẽ được giảm từ 10 đến 20.000 ngàn Mỹ kim. Ai đủ điều kiện? Tất cả mọi người biết hết rồi phải không? Đây không phải tin mới. Và Thanh Tùng nhắc lại, những người đủ điều kiện là những người mà thu nhập của quý vị nếu có vị là single độc thân thì thu nhập của quý vị phải từ 125.000 ngàn Mỹ kim một năm trở xuống. Nếu quý vị cặp vợ chồng khai thuế chung hay có vị là chủ hộ gia đình thì thu nhập của quý vị phải là từ 250.000 đồng trở xuống cho một năm. Chỉ cần vậy thôi thì quý vị sẽ được giảm 10.000 đồng tiền nợ sinh viên. Nếu mà quý vị trong lúc mà đi học quý vị đang vay nợ sinh viên á, mà quý vị có vay thêm chương trình Pell Grants, đây là chương trình hỗ trợ của chính phủ liên bang nữa đó, thì quý vị sẽ được giảm thêm 10.000 Mỹ Kim nữa. Đó là những ai có chương trình Pell Grants lúc còn đi học đại học, quý vị sẽ được giảm thêm 10.000 Mỹ Kim nữa. Và như vậy tổng cộng khi được giảm lên tới tối đa là 20.000 Mỹ Kim. Bây giờ, cái vấn đề nằm chỗ này là khi chương trình của Tổng thống Joe Biden vừa được loan báo, thì phía bên đảng Cộng hòa họ phản đối rất là nhiều. Bên đảng Cộng hòa phản đối là tại sao? Họ nói rằng thứ nhất là một vị Tổng thống thì không có quyền để xóa nợ sinh viên kiểu như thế này, mà đây thuộc về thẩm quyền của Quốc hội. Tức là họ nói tổng thống đã lạm dụng quyền lực để vượt quá quyền lực của mình. Điều thứ nhất, điều thứ nhì, họ bảo rằng là bây giờ là lúc cần để dành tiền cho những mục tiêu khác, ưu tiên khác của quốc gia. Cứ lấy tiền này ra cho chỗ này lấy tiền cho chỗ kia thì ngân sách của quốc gia còn đâu nữa. Lý do thứ ba họ phản đối đó là vì lạm phát bây giờ đã cao quá rồi. Cao ở mức kỷ lục 40 năm vừa qua rồi mà còn tiếp tục giảm nợ cho sinh viên nữa thì rõ ràng càng khiến cái tình trạng lạm phát nó trầm trọng hơn. Đảng Cộng hòa họ chống. Vì họ chống cho nên hiện giờ có tổng cộng 6 tiểu bang do đảng Cộng hòa kiểm soát để đơn kiện lên tòa án của liên bang. Tòa án liên bang, khu vực ở San Louis nhảy vào cuộc trong vụ này và đang chuẩn bị đưa ra phán quyết là liệu có nên ngừng chương trình giảm nợ sinh viên của chính quyền Tổng thống Joe Biden hay không. Thành ra, Quý vị sẽ thấy rằng là ở bên Bộ Giáo dục họ sẽ chờ cho tới sau ngày 23 tháng 10 thì họ mới bắt đầu duyệt xét hết toàn bộ hồ sơ và bắt đầu giảm nợ. Chứ còn trước 23 tháng 10 chưa ai được giảm nợ hết. Và trong cái tình thế tranh tối tranh sáng như thế này, lời khuyên là gì? Nếu có gì đủ điều kiện và có gì muốn được giảm nợ, có gì phải ghi danh càng sớm càng tốt, ghi danh trước khi tòa án nhảy vào cuộc nha quý vị. Nhớ trang student riêng với tiền nhận được từ tiểu bang cali nhận ngày nào thanh tùng sẽ trình bày giới có gì sau ít phút quảng cáo Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngộ quý khán giả của Nét Việt TV ở phần 2 chương trình Hot News sẽ Thanh Tùng. Thanh Tùng sẽ trình bày với quý diễn thông tin mới nhất vừa được cập nhật từ sở thuế của tiểu bang Cali liên quan tới chính xác ngày nào thì quý vị sẽ nhận được tiền hỗ trợ từ tiểu bang. Đây là tiền để quý vị đổ xăng hay còn gọi là tiền để quý vị chống lạm phát. Quý vị đã nghe rồi, người uh, nhận được tiền ít nhất sẽ là 200 đồng, Người nhận được tiền nhiều nhất sẽ là 1.050 đồng, đúng không? Và đợt 1 của việc gửi tiền ra đã tiến hành rồi, tiền đang được gửi ra, tiền đang được gửi ra. Nhưng có nhiều cái gì đang nóng ruột, ok vậy thì tôi nghe đợt một được gửi ra rồi, giờ tôi nằm ở đợt mấy? Tôi nằm ở đợt mấy đây? Chừng nào, chính xác ngày nào, trong khoảng thời gian nào thì tôi sẽ nhận được tiền? Đó là tâm lý chung rất dễ hiểu và rất hợp lý của tất cả mọi người hiểu được tâm lý đó cho nên Hot News sẽ thanh tùng hôm nay sẽ cập nhật với quý vị ngày nào có vị nhận được tiền từ tiểu bang Cali tuy nhiên trước hết xin được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với thanh tùng vào giờ này trung tâm thuế vụ hàng lê chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty thuế thương mại thuế nhân viên trung tâm thuế vụ hàng lê đã giờ về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose bên cạnh DMV và đối diện Costco 408 279 5843 Nhà hàng Phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya ở San Jose Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Việt Nam Thao San Jose mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya Phở 90 độ trong khu Great Mall Milpitas mở cửa từ chủ nhật đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối riêng thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ tối Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose, 408 293 5900. Mùa cúm đã đến để thuận tiện có thể tiêm ngừa cúm mùa và Covid cùng lúc. Thưa quý vị, hàng triệu người dân Cali hiện bây giờ đang trông chờ để nhận được tiền hỗ trợ từ tiểu ban như Thanh Tùng giờ thưa. Ít nhất là 200 đồng, nhiều nhất là 1.050 đồng. Ok, tiền ở đâu ra? Tiền sao? Thanh Tùng đã trình bày ở những phần trước rồi. Mình không có nhắc lại là mất thời gian của những quý vị đã theo dõi chương trình. Bây giờ cái mà quý vị quan tâm, quý vị không có khe đại đa số, không có khe tiền đâu ra. Đại đa số là không có khe lý do gì sao? Chỉ cần biết là chừng nào có tiền. Giờ cái câu quan trọng là chừng nào có tiền, chừng nào có tiền, chừng nào có tiền. Đúng không? Rồi, em hiểu, em sẽ không giải thích mấy chuyện kia nữa. Bây giờ em giải thích chú ghi chuyện nào có tiền nha. Đợt 1, đợt 1 của tiền đã và đang diễn ra. Đợt 1 đã bắt đầu từ hôm 7 tây tháng 10 vừa qua và sẽ kéo dài cho tới ngày 25 tháng 10. Xin nhắc lại, đợt 1 đã diễn ra rồi, bắt đầu từ 7 tây tháng 10, đang tiếp tục và sẽ kéo dài cho tới 25 tây tháng 10 vậy. Đợt 1 là ai? Ai là những người đang nhận được tiền đợt 1? Đợt 1 là dành cho những người nào đã từng nhận được tiền hỗ trợ của tiểu bang Cali vào hồi năm ngoái. Tiền được gọi là uh, Golden Gate uh, Golden State Stimulus Check. Golden State Stimulus Check, tiền hỗ trợ để uh, chống Covid đó, hồi năm ngoái. Có hai đợt đợt 1 và đợt 2. Đợt 1 là dành cho những quý vị low income có thu nhập thấp. Đợt 2 là dành cho những quý vị nào có thu nhập 75.000 đồng trở xuống trong năm 2020. Ok. Những ai đã từng nhận được tiền đợt 1 hoặc đợt 2 hoặc cả hai đợt hồi năm ngoái của tiểu bang Cali thông qua hình thức direct deposit tức là tiền chạy thẳng vào ngân hàng của quý vị thì đó là những người đang nhận tiền đợt 1. Rồi, hiểu chưa? Mình không mình mình thống nhất nhau ha, tiền đợt 1. Đợt kế tiếp sẽ là những người có nhận tiền hỗ trợ của tiểu bang Cali đợt 1 hoặc đợt 2 hoặc cả hai đợt, nhưng quý vị nhận thông qua cái thẻ ngân hàng tức là debit card thì đó là những người sẽ nhận được trong đợt 2. Ở cái đợt 2 này đó thì những quý vị đó sẽ nhận được tiền dựa theo họ của mình. Tùy theo họ của quý vị là họ gì mà quý vị sẽ nhận được sớm hay muộn, trước hay sau. Thí dụ, đây, những quý vị nào đã từng nhận, xin nhắc lại, đợt 2, những quý vị nào nhận được tiền Golden State Stimulus Check của tiểu bang Cali năm ngoái, đợt 1 hoặc đợt 2 hoặc cả hai đợt. Và quý vị có nhận được tiền thông qua thẻ debit card, tức là thẻ ngân hàng, thì xin chú ý quý vị là những người được nhận đợt 2 và dựa vào họ của quý vị, quý vị nhận được trước hay sau. Quý vị nào, họ bắt đầu từ chữ a à, bây giờ mình bây giờ mình nói chữ nó theo đánh dần theo tiếng việt nha quý vị đến dần tiếng việt nha quý vị nào mà họ bắt đầu bằng chữ a cho tới chữ e a b c d d e à, ok sáu chữ cái đầu tiên thì nếu họ quý vị nằm trong số đó quý vị sẽ nhận được thẻ debit card gửi về nhà cho quý vị đợt này từ 24 tháng 10 cho đến 5 tây tháng 11 nha những quý vị nào có nhận được tiền hỗ trợ Golden State Stimulus Check của năm ngoái đợt 1 hoặc đợt 2 hoặc cả hai đợt và họ của quý vị là từ chữ F. Chữ F là cà phê đó cho tới chữ M thì quý vị sẽ nhận được tiền thông qua hình thức là thẻ ngân hàng từ ngày 6 tháng 11 cho đến 19 tháng 11. Những quý vị nào họ từ chữ N cho tới chữ V Đúng không? N tức là trong họ nguyễn rất là nhiều đó. Họ nguyễn đó. Và chữ V V là họ có thanh tùng là họ võ đó. Thì những ai mà từ chữ N tức là tính theo họ nha. Không, không có tính theo tên nha quý vị. Last name nha. Nãy giờ em đang nói chữ là last name. Họ của quý vị mà bắt đầu bằng chữ N cho tới chữ V quý vị sẽ nhận được tiền thông qua thẻ ngân hàng từ ngày 20 tháng 11 cho đến ngày 3 tháng 12. Quý vị nào họ họ của vị từ chữ W cho tới chữ Z thì ở quý vị sẽ nhận được tiền từ ngày 4 tây tháng 12 cho đến ngày 10 tháng 12. Rồi, đó, đó là chương trình mà nhắc dịch cho quý vị về họ để quý vị biết, miễn quý vị biết nhớ quý vị họ gì, như nhớ họ gì và quý vị có nhận được tiền hồi năm ngoái hay không thì quý vị căn cứ vào đó quý vị biết mình nhận được tiền vào ngày nào. Ok. Rồi, những quý vị nào mà không hề nhận được tiền hỗ trợ của năm ngoái. Và năm ngoái hai đợt và không có đợt nào có vị nhận được hết trơn. Nhưng năm nay thì có vị lại đủ điều kiện để nhận được tiền hỗ trợ thì cũng sẽ căn cứ vào họ của vị. Họ của vị ra sao có vị nhận được trước hay sao. Rồi, đây là những cái vị không nhận được tiền năm ngoái, nhưng nếu họ của vị bắt đầu bằng chữ A cho tới chữ L thì quý vị sẽ nhận được tiền. À, cái này không phải nhận được tiền nha quý vị, mà quý vị sẽ nhận được thông báo sau ngày 7 tháng 11. Quý vị sẽ nhận được thông báo ngày nào nhận được tiền sau ngày 7 tháng 11. Cũng tương tự, nếu quý vị nào mà họ từ chữ M cho tới chữ Z mà năm ngoái quý vị không hề nhận được tiền hỗ trợ nào cả, thì quý vị phải chờ cho tới sau ngày 21 tháng 11 mới có thông báo về việc ngày nào quý vị nhận được tiền. Ok rồi direct deposit cho những người thay đổi thông tin ngân hàng. <laughs> quý vị có direct deposit với sở thuế của tiểu bang Cali. Ok, thì lẽ ra đợt này là quý vị nhận được tiền trước người ta Hễ ai có direct deposit là nhận được tiền trước nguyên tắc là như vậy nhưng có một số quý vị năm 2020-2021 quý vị direct deposit với sở thuế tiểu bang Cali nhưng qua tới thời điểm này 2022 có gì đổi thông tin ngân hàng có vị không xài tài khoản đó nữa đổi tài khoản khác thì qua ngân hàng khác những quý vị trong trường hợp đó thì quý vị ơi quý vị sẽ nhận được tiền trong khoảng thời gian từ 17 tháng 12 cho tới 14 tây tháng giêng 2023 à, mình đổi tay mình đổi mà rồi những thông tin đó là những thông tin quý vị cần biết nha xin nhắc sở thuế của tiểu bang cali nói là họ sẽ gửi ra tiền cho khoảng 8 triệu người thông qua hình thức Direct Deposit 8 triệu người thông qua hình thức Direct Deposit và 10 triệu người sẽ nhận được thẻ debit card tức là thẻ ngân hàng nội từ bây giờ cho tới cuối năm nay quý vị nhớ là khoảng hơn 23 triệu người đủ điều kiện vậy mà từ bây giờ tới cuối năm chỉ có khoảng hơn 18 triệu người là nhận được tiền thôi 23 trừ 18 ra bao nhiêu quý vị? khoảng 5 triệu hơn 5 triệu người sẽ không kịp nhận được tiền trước ngày 1 tháng Giêng và có thể sẽ phải nhận khi bước sang năm mới. Hiểu như vậy để quý vị không quá lo lắng. Được chưa? Quý vị yên tâm rồi. Phương! Rồi cảm ơn quý vị theo dõi tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Xem lại trên Youtube quả chữ Hot News với Thanh Tùng. Nhớ bấm nút like, điểm trợ tinh thần, nhớ subscribe lần sau mình xem tiếp. Hẹn gặp quý vị tiết mục này vào ngày mai.